Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Con dân của Chúa đang nhóm lại tại đây, cũng như tất cả những người đang xem qua chương trình online. Tôi không biết tại sao mà Chủ nhật tuần trước và tuần này thì có vẻ là có một số chỗ trống. Không biết là có ai nghĩ rằng mình cần nhường chỗ cho những người mới hay không? Hãy nhớ là nguyên tắc đó là khi chúng ta có nhu cầu thì Chúa là đấng sẽ cung ứng nhu cầu cho chúng ta. Cho nên nếu mình chỉ có 10 người mà mình ao ước một cái phòng nhóm chứa được 1.000 người sẽ không bao giờ có. Cứ tăng lên đi, 100, 200, 500, 700, 900. Lúc đó không có chỗ nữa, Chúa sẽ cung ứng cho chúng ta. Trong đời sống cá nhân cũng vậy. Chắc hẳn là các bạn trẻ thường gặp trường hợp đó là ngày mình lớn lên, dự định lập gia đình, cảm thấy rất ngần ngại. Nghĩ lại là mình chưa có một cái gì cả, chưa có một số vốn liếng nào, chưa có tài sản, sống một mình mà còn khó nhọc, làm sao mà nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nhưng mà tất cả những người đã có gia đình rồi và tin cậy Chúa thì chúng ta biết là khi chúng ta có gia đình thì Chúa sẽ chu cấp theo mức mà chúng ta có gia đình. Chúng tôi cũng vậy. Khi đã lập gia đình rồi, nghĩ đến có đứa con đầu lòng, cảm thấy rất ngại. Cầu nguyện, Chúa ơi, đây có phải là thời điểm không? Bởi vì hai vợ chồng mà còn thiếu, bây giờ có thêm một đứa con nữa làm sao được? Nhưng mà lạ lắm, khi có một đứa con thì Chúa lại chu cấp theo mức hai vợ chồng một đứa con. Khi có hai đứa con, Chúa lại chu cấp như vậy. Cho nên, lời của Chúa, Thánh Phaolô nói rằng, Đức Chúa Trời tôi sẽ chu cấp mọi sự cần dùng cho anh em y theo sự giàu có vô hạn của Ngài ở trong nơi vinh hiển. Làm cha làm mẹ cũng vậy thôi. Nếu mà cho đứa con một món tiền quá lớn ngoài cái nhu cầu của nó thì có thể làm cho đứa con bị hư. Cho nên thường là nhu cầu đến đâu sẽ chu cấp đến đó. Cảm ơn Chúa, tôi khích lệ quý ông bạn chị em, đừng có ngần ngại, hãy mời bạn hữu của mình đến. Hãy đến mời những người thân trong gia đình đến để thờ phượng Chúa, để chúng ta được gần gũi với Chúa, nhất là trong giai đoạn cuối cùng này. Hôm nay là ngày 20 tháng 11, là ngày quốc tế các nhà giáo, và nhà nước Việt Nam đã chọn cái ngày này để làm ngày tri ân những nhà giáo. Và cảm ơn Chúa là hội thánh của Chúa, quý vị thấy trên bàn có những món quà, cũng để cảm ơn, tri ân, bày tỏ lòng quý mến những người đã dạy dỗ. Và bài học mà chúng ta học hôm nay, tựa đề đó là học gì từ những vật tầm thường. Thật ra, Chúa có thể dùng tất cả mọi điều. Nếu chúng ta có một tấm lòng mở rộng, nếu chúng ta khiêm nhường đủ, thì từng chi tiết trong cuộc đời, từng việc lớn, việc nhỏ, Chúa đều có thể dạy dỗ chúng ta, và chúng ta học được rất nhiều từ những điều đó. Tuy nhiên hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem lời của Chúa, thử xem là Chúa muốn chúng ta học những điều nào. Châm ngôn đoạn 30, câu 24 đến câu 28. Chúng ta có thể nhìn lên màn hình và mình cùng đọc chung với nhau. Xin bắt đầu. Có bốn loài vật nhỏ trên đất, nhưng rất mực khôn ngoan. Con kiến dù là loại yếu ớt, nhưng biết lo dự trữ thức ăn trong mùa hạ. Con thỏ rừng, dù là loài không có sức lực, nhưng biết làm chỗ ở trong hốc đá. Loài cào cào, dù không có vua chúa, nhưng bay ra thành đội ngũ. Con thằn lằn mà người ta lấy tay bắt được, vẫn ở trong cung vua. Tuyệt vời, phần kinh thánh này được ghi chép ở trong Châm ngôn đoạn 30, từ câu 24 đến câu 28. Và phần chú thích ở đầu thì cũng nói rằng đây là lời của một người có tên là Aruger. Aruger. Và chúng ta biết là dù là ai, dù là Luca, Giăng, Matthew, Salomon, David, Môi-se, nhưng được ghi lại ở trong Thánh Kinh. Và chúng ta biết rằng lời Chúa xác nhận cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Vì vậy, Chúa muốn chúng ta học từ nơi lời của Ngài. Buổi sáng hôm nay, có bốn con vật
rất là tầm thường, quen thuộc mà chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Có lẽ là con thỏ rừng thì ít gặp bởi vì không còn nữa để gặp, đúng không? Nhưng mà con kiến, con cào cào, con thằn lằn thì hầu như là ai cũng trải nghiệm gặp gỡ những con vật nhỏ này. Trước hết, chúng ta hãy xem bài học thứ nhất mà Chúa muốn chúng ta học, đó là con kiến dù là loài yếu ớt nhưng biết lo dự trữ thức ăn trong mùa hạ. Dĩ nhiên khi nghiên cứu về loài kiến thì có rất nhiều điều để học. Nào là tính xã hội của nó, sự đoàn kết của nó, vân vân. Nhưng mà cụ thể Chúa muốn chúng ta học đó là học. Ở đây, Châm Ngôn đoạn 6, từ câu 6 đến câu 8 cũng nói rất rõ. Hỡi kẻ lười biếng, hãy đến với loài kiến, xem xét cách nó sống để học khôn. Dù không có thủ lĩnh, quan chức hay người cai trị, nó vẫn biết dự trữ lương thực cho mình vào mùa hè và thu gom thực phẩm trong mùa gặt. Như vậy thì cụ thể lời của Chúa muốn chúng ta học điều gì từ con kiến? Đó là học cái tính biết dự trữ thức ăn trong mùa hạ để chuẩn bị cho mùa đông. Nếu quý vị ở vào tuổi của tôi, thì là tôi nhớ khi còn ở tiểu học, thì chúng tôi thường học những bài thơ ngủ, thì nó chỉ ca hát thôi. Suốt ngày, ngày này qua ngày khác, suốt cả cuộc đời của nó, và vòng đời của nó rất ngắn, cho nên con ve chỉ ca hát thôi. Nhưng mà ngược lại, con kiến thì làm việc rất cần mẫn. Con kiến làm việc, và chúng ta thấy đó, con vật vô cùng nhỏ bé, nhưng mà cứ cần mẫn đem thức ăn về tổ của mình để tích trữ, để cất giấu ở đó. Đó là hình ảnh của con kiến. Ngược lại con ve thì chỉ ca hát thôi. Nhưng rồi một ngày kia, mùa thu đến, gió bắt đầu thổi, mùa đông bắt đầu lạnh rồi, thức ăn khan hiếm rồi. Ve mới giật mình đã không chuẩn bị gì cả cho mùa đông. Và thế là những con ve bàn với nhau là bây giờ hãy đến với con kiến để xin mượn thức ăn. Nhưng mà kiến đã hỏi những chú ve là thế suốt mùa hè các anh đã làm gì? Suốt mùa hè các anh đã làm gì? Và chú ve nói rằng suốt mùa hè chúng tôi chỉ ca hát thôi. Thật ra đây là bài thơ ngụ ngôn nhưng mà rất là thâm thúy. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng những năm tháng trong cuộc đời của chúng ta so với cõi đời đời là vô cùng ngắn ngủi. Rồi đây, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Nếu chúng ta chỉ nghĩ về đời này thôi, chỉ lo làm ăn, bươn chải, tranh đấu, tích trữ cho mình, mà không nghĩ đến cõi đời đời, không nghĩ đến cõi đời sau, thì một ngày kia, bệnh ung thư có thể đến thình lình, cái chết có thể đến thình lình, và lúc bây giờ, giật mình, thì đã trễ rồi. Chúa Giê-xu cũng kể một câu chuyện về 10 người nữ đồng trinh. Trong đó, có những người dại, có những người khôn. Những chàng người nữ này đều chờ chàng rể đến, nhưng mà khuya rồi thì chàng rể chưa đến. Và đến khi nghe tiếng chàng rể đến kìa, thì năm người dại mới lật đật lôi đèn của mình ra, không có dầu ở trong đó. Chạy đến với những người khôn để mượn dầu, nhưng mà không thể được. Những người nữ khôn nói rằng dầu này chỉ đủ cho chúng tôi thôi. Nếu chúng tôi chia sẻ cho các chị, e là không đủ cho cả hai. Thế là năm người bị bỏ lại và năm người được đi với chàng rể. Ông bà anh chị em ơi, đây là sự thật. Cảm ơn Chúa, chúng ta là con trai con gái của Ngài. Từ khi biết Chúa, chúng ta biết rằng cuộc đời này là ngắn ngủi, là tạm bợ, vì Chúa dành cho chúng ta cõi đời đời quý báu hơn rất nhiều. Giống như chúng ta bắt đầu có một cái tài khoản rất được bảo đảm ở trên thiên đàng. Những việc chúng ta làm ngày hôm nay, từng đồng tiền chúng ta dâng, từng hành động mà chúng ta làm cho Chúa sẽ được tích trữ ở thiên đàng. Và một ngày kia, khi chúng ta về nước của Chúa, thì phần thưởng nhân lên gấp trăm lần, gấp ngàn lần hơn. Quý vị là những người kinh doanh, nếu bây giờ chúng ta nghe nói rằng có một cái mã cổ phiếu
bây giờ cứ mua đi, mua đi, mua đi, chắc chắn là 5 năm sau nó sẽ tăng gấp 1.000 lần. Thì chúng ta không thể bỏ qua, phải không? Và buổi sáng hôm nay, tôi muốn nhân danh ba ngôi Đức Chúa Trời long trọng thưa với tất cả quý vị rằng đây không phải là ý tưởng của con người, mà là ý tưởng đến từ lời của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã nói rằng, hãy tích trữ của cải ở trên trời, đừng chứa của cải ở dưới đất, vì sẽ có sâu mối đen rét làm hư hoại. Chúng ta có biết là trong tuần qua, thì nếu chúng ta theo dõi về những gì diễn ra ở trong kinh tế, trong tài chánh, thì một người chủ một cái sàn Binance là CZ, tài sản của anh ta từ chỗ 96 tỷ đô la Mỹ. Chúng ta thử làm một con toán đi. 96 tỷ đô la Mỹ là bao nhiêu? 1 tỷ là 1.000 triệu. 1 triệu là 25 triệu đồng Việt Nam. 25 tỷ đồng Việt Nam. Chúng ta nhân lên đi. 96 tỷ đô la Mỹ. Nhưng mà chỉ trong vòng 1 năm, thật ra chưa tới 1 năm, thì mất đi gần 80 tỷ đô la. Chỉ còn lại có 16,9 tỷ mà thôi. Rồi chỉ riêng trong tuần qua, chỉ trong một vài ngày thôi, một người khác có tên là Sam đã mất 15 tỷ 6 đô la. Ồ, cả đời chúng ta ao ước mình sẽ giành được 5 triệu, 100 triệu, 200 triệu để cho yên tâm, để dành cho con cháu của mình. Nhưng mà chúng ta biết là của cải chỉ là phù phiếm. Và Salomon đã nói rồi, hư không của sự hư không, thay thảy đều hư không. Trời cho không thấy, trời lấy lại không hay. Cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta được biết Ngài. Từng đồng bạc mà chúng ta dâng hiến ở đây, buổi sáng trong lễ nhất, cô mục sư Phương Huyền đã chia sẻ về người đàn bà quá đã dâng một đồng xu rất nhỏ, nhưng mà Chúa nói rằng người này đã dâng nhiều hơn hết thảy những người khác. Những người không có Chúa muốn đầu tư cho nước thiên đàng, trước hết phải đến với Chúa để bắt đầu mở một tài khoản trên thiên đàng đã. Còn chúng ta thì đã có sẵn rồi. Tại sao không dành nhiều thì giờ, không đầu tư tâm trí của mình, sức lực của mình, tâm huyết của mình để tích trữ của cải ở trên trời? Con kiến được Chúa nhắc nhở, hãy học nơi loài kiến. Đừng có chỉ nghĩ đến những gì trước mắt, mà quên rằng cõi đời đời đang chờ đợi tất cả mỗi một người trong chúng ta, không trừ một con người nào hết. Tất cả các bạn ở đây có ai biết nhân vật này không ạ? Đây là người đã làm nên hệ điều hành Mac và máy tính Mac, iPhone. Tôi kể từ ngày mà tôi bắt đầu chuyển qua sử dụng MacBook thì tôi không thể trở lại được nữa. Thật ra là sau khi dùng một thời gian mười mấy năm rồi, thì năm ngoái tôi mua một cái máy Windows sử dụng nhưng mà nó không quen, sau đó tôi phải bán đổi lại một cái MacBook. Và rồi MacBook, iPad, rồi AirPods, rồi iPhone, tất cả một cái hệ sinh thái vô cùng tuyệt vời. Và cái người này đây có tên là Steve Jobs, là người đã sáng tạo ra hệ điều hành này. Chúng ta hãy xem cái dòng chữ nhỏ được ghi ở đây. Ông ta đã qua đời năm 2011 và lúc bấy giờ tài sản của Steve Jobs trị giá 10,2 tỷ đô la. Tuyệt vời quá, giàu có quá. 10,2 tỷ đô la. Chúng ta có ai đó mở điện thoại ra đi, làm thử một bài toán thì xem nó là bao nhiêu tỷ Việt Nam đồng. Con số rất dài. Và sợ là máy tính của mình ở trên điện thoại không thể tính hết con số này đâu. Và người ta nói rằng nếu tính theo thời giá bây giờ thì cái số tài sản của anh ta sẽ là 40 tỷ đô la Mỹ. Nhưng chúng ta hãy xem vào cuối đời, một thời gian rất ngắn trước khi qua đời. Đây là hình ảnh của Steve Jobs đứng với một người bạn. Bệnh ung thư đã đến tàn phá thân thể này và cuối cùng anh ta qua đời. Tất cả sự nghiệp của cải
tiền bạc để làm gì? Hãy suy nghĩ đến điều đó. Bây giờ người ta vẫn còn nhớ đến tên tuổi của người này. Nhưng mà liệu 20 năm nữa, 50 năm nữa, 100 năm nữa, có ai biết cái nhân vật này là ai không? Và nếu có biết thì làm gì? Chỉ còn là một đống xương khô, chỉ còn là tro bụi mà thôi. Hãy xem loài kiến. Trong mùa hạ, chúng ta đang ở trong một mùa rất thuận tiện. Mình vẫn còn sống động, vẫn còn tồn tại, vẫn còn sống mỗi một ngày, vẫn còn có thể dâng hiến tiền bạc, vẫn còn có thể đi ra để nói về Chúa cho người khác, vẫn còn có thể trung tín thờ phượng Chúa, bởi vì tất cả những gì chúng ta làm sẽ còn lại đến đời đời. Vậy mà có nhiều người nói, mục sư ơi, xin thông cảm cho tôi, ngày Chủ nhật tôi phải đi làm để kiếm thêm, bởi vì gia đình của tôi đông con quá, tôi không có đủ. Có nhiều người nói, thông cảm đi mục sư, tôi vừa làm vừa mở điện thoại ra để xem. Thật ra thì tôi cũng không có quyền gì, tôi chỉ đem lời của Chúa đến. Và chúng ta biết rằng, nếu chúng ta không tích trữ của cải ở trên trời, thì rồi một người nổi tiếng như vậy, có nhiều tiền như vậy, 40 tỷ đô la Mỹ không phải là một con số nhỏ đâu, nhưng cuối cùng chỉ là tro bụi mà thôi. Và chúng ta thấy lời Chúa nói gì ở Truyền Đạo đoạn 5 câu thứ 15. Khi lọt lòng mẹ, nó trần truồng thể nào thì sẽ ra đi thể ấy. Khi ra đi, trong tay nó chẳng đem theo thứ gì từ công lao khó nhọc của mình. Buổi sáng hôm nay, đến đây, suy nghĩ đến lời của Chúa. Tôi thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, tất cả những gì con có, đủ để sống là quý rồi. Phần còn lại là thuộc về Ngài. Không phải là dâng hiến 1 phần 10, 2 phần 10, 3 phần 10, 5 phần 10 đâu. Chúng ta hãy ngồi làm một bài toán đi. Một năm chúng ta sẽ ăn uống, sắm sửa, tiêu dùng, thoải mái đi, sẽ là gì? Và thật ra mỗi người trong chúng ta, phần tiền mình có, tôi không nói tất cả, nhưng mà phần lớn trong chúng ta, những gì mình có, quá nhiều hơn những gì mình đang cần. Và hãy nhớ rằng, nếu chúng ta qua đời, giống như khi chúng ta trần truồng lọt lòng mẹ, chúng ta qua đời chẳng đem theo điều gì cả. Dù cả đời khó nhọc, bươn chải, không có thì giờ để thờ phượng Đức Chúa Trời, không có thì giờ để tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và tất cả mọi điều đó bỏ lại cho bụi dành cho lửa mà thôi. Thánh Phaolô đã nói rất rõ ràng ở Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58. Quý ông bạn chị em, hãy cùng đọc chung với tôi câu kinh thánh này. Xin chúng ta bắt đầu. Vậy, thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng, công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Rất nghiêm túc, đây là lời của Chúa. Thánh Phaolô đã ghi lại trong bức thư gửi cho người Cô-rinh-tô. Và quý vị mở quyển kinh thánh của mình ra, đây là lời nhắn nhủ của Chúa. Hãy làm công việc Chúa. Làm công việc Chúa là làm gì? Có người nói, tôi đâu có làm mục sư được như mục sư, tôi đâu có dân trọn thì giờ được như là những người nhân sự trong hội thánh. Thật ra rất đơn giản, bởi vì Chúa nói rằng, ai thương xót kẻ nghèo, tức là cho Đức Giê-hô-va vay mượn. Châm ngôn đoạn 19 câu thứ 17 nói như vậy. Chung quanh chúng ta có kẻ nghèo không? Dĩ nhiên là mình sẽ không thể tìm ai nghèo là cho hết đâu. Nhưng mà phải thừa nhận rằng có những người cô thế họ đến với mình mà mình đóng lòng lại làm ngơ. Cảm ơn Chúa. Năm ngoái, thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua một mùa dịch. Thật ra lúc bây giờ những người giàu đột nhiên trở thành nghèo. Nghèo nghĩa là họ không có. Và cảm ơn Chúa. Tôi thường cảm ơn Chúa bởi vì con biết con cũng không có dễ chi tiền như vậy đâu. Nhưng mà nếu Chúa không mở lòng thì con không làm được đâu. Chúa mở lòng của tôi. Chúa mở lòng của nhiều người. Dâng hiến hàng chục triệu. Có những người rất nghèo từ vùng cao nguyên, từ những vùng đồng bằng sông Cửu Long
đã gửi về hàng tấn gạo, hàng tấn gạo. Và tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, đây không phải là phần con dân. Bởi vì phần con dân thì con không được kể. Nhưng mà đây là phần con cho Chúa vay mượn. Vậy thì khi nào Chúa cho con nhận lại cái phần con cho Chúa vay? Hợp lý không quý vị? Hợp lý mà. Chúng ta đâu có đòi hỏi điều gì đâu. Chúa ơi, con cần. Con cần cho công việc của Ngài. Con cần cho gia đình của con. Khi nào Chúa cho con nhận lại? Bởi vì ai thương xót kẻ nghèo là cho Đức Giê-hô-va vay mượn. Rồi Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 42 nói rằng, ai trong các ngươi cho một bọn nhỏ này uống một chén nước lạnh vì người đó là môn đồ ta thì sẽ không mất phần thưởng đâu. Không phải chỉ có mục sư mới làm công việc Chúa được. Không phải chỉ có người tin Chúa lâu năm mới làm công việc Chúa được. Hãy thưa với Chúa rằng, xin chỉ cho con cần phải làm gì. Và Kinh Thánh nói rằng, chỉ cần cho một người nhỏ một chén nước lạnh, nước lã chứ không phải nước mát đâu nha, chỉ cần cho một chén nước lã thôi cũng không mất phần thưởng đâu. Vậy thì thưa ông bà chị em, lời của Chúa rao ra buổi sáng hôm nay để Chúa muốn nhắc nhở chúng ta rằng, Ngài không muốn nhìn thấy chúng ta khi bước vào trong nước của Chúa mà hối tiếc, mà trần trụi không nhận được chút gì. Chúng ta nhớ là một trong những điều cước vào trong nước thiên đàng là ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi nào thì chúng ta nghiến răng? Tức quá, tiếc quá, phải không? Tại sao? Và lời của Chúa rao ra để chúng ta hãy nhớ rằng, hãy học nơi loài kiến. Chúng ta đang ở trong mùa hạ. Hãy tích trữ cho đời sau, bởi vì mùa đông chắc chắn sẽ đến, không chậm trễ đâu, nó sẽ đến thình lình và không chuẩn bị kịp đâu. Vì vậy lời của Chúa không phải để bóc lột chúng ta, lời của Chúa để làm ích cho chúng ta, để đem phước hành đến cho chúng ta. Hãy cảm ơn Chúa. Điều thứ hai chúng ta học đó là học nơi con thỏ rừng. Dù là loài không có sức lực nhưng biết làm chỗ ở trong hốc đá. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài. Con thỏ rừng rất nhỏ bé, phải không? Yếu đuối lắm. Không có nanh vuốt, không có sừng, không có gai như là con nhím để có thể tự vệ được. Nó thân thể rất là yếu đuối. Nhưng mà con thỏ rừng rất khôn ngoan ở chỗ là nó quanh quẩn chung quanh một hốc đá nào đó. Khi có nguy hiểm, khi có thú dữ đến, khi có chim ưng bay ở trên, chỉ cần chui vào, nép mình trong hốc đá, biết mình được an toàn. Cảm ơn Chúa. Đâu đó Chúa cho chúng ta được biết Ngài. Chúa đưa chúng ta vào hoạn nạn, vào thử thách, vào bệnh tật, vào thiếu thốn để đuổi chúng ta vào nương cậy nơi Đức Chúa Trời, để chúng ta biết nép mình vào Ngài. Nhiều khi chúng ta cần kêu cầu sự giúp đỡ từ con người, không thể đáp ứng được và chỉ có cách chạy đến với Chúa thôi. Vậy mà có rất nhiều người, chúng ta biết rồi, tự hào, nghĩ rằng tôi có tiền. Giống như Steve Jobs nói rằng, tôi có 10 tỷ đô la Mỹ, tôi đâu có cần đâu. Cái chuyện đi nhà thờ là dành cho những người phụ nữ, dành cho những người nghèo, dành cho những người thiếu thốn. Tôi có 10 tỷ đô la Mỹ mà. Chắc chắn có rất nhiều người nghĩ như vậy, tôi đang ở trên đỉnh của quyền lực mà. Nhưng mà lời Chúa nói gì? Người khôn đừng tự hào về sự khôn ngoan mình, người mạnh đừng tự hào về sức mạnh mình. Người giàu đừng tự hào về sự giàu có mình. Nhưng ai tự hào, hãy tự hào về sự thấu hiểu và nhận biết ta là Đức Giê-hô-va. Tuần trước chúng ta đã học rồi đó. Mọi dân tộc chỉ như một giọt nước nhỏ ở trong thùng. Và nếu chúng ta biết chỗ đứng của mình, nếu chúng ta biết mình là ai ở trong vũ trụ này, nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng ra sao,
thì chúng ta sẽ không mặc cảm gì cả, không ngần ngại gì cả, mà chạy đến lạy Chúa: con xin được nương náu mình nơi Ngài, vì chỉ một mình Ngài là nơi trú ẩn của con. Chúng ta cần hiểu rằng Chúa không ghét chúng ta đâu. Nhưng tại sao thỉnh thoảng chúng ta lại gặp nan đề, thử thách, hoạn nạn, những điều không ưng ý? Nếu Chúa cho chúng ta ao ước gì được nấy, muốn gì được nấy, chắc quý vị sẽ không ngồi ở đây đâu, phải không? Chắc tôi cũng sẽ không có mặt ở đây đâu, bởi vì tôi không cần đến Chúa nữa. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì sự khôn ngoan tuyệt vời của Ngài. Chúng ta học đến điều thứ ba: loài cao cao dù không có vua chúa nhưng bay ra thành đội ngũ. Chúng ta biết rằng mỗi chúng ta là những thành viên trong hội thánh rất khác nhau. Có người thì tin Chúa lâu năm, rất vững vàng. Có người thì chỉ mới đến với Chúa thôi. Có người thì tin Chúa cả gia đình. Có người thì chỉ mới tin Chúa có một mình và gặp bắc bớ. Nhưng mà Chúa nói rằng, như một thân có nhiều chi thể, thì chúng ta dầu là những chi thể khác nhau, nhưng ở trong cùng một thân là Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Đừng bao giờ nói rằng mắt không thể nói với tay tôi không cần anh. Đầu không thể nói với chân tôi không cần anh. Rất tiếc nhiều hội thánh nghĩ rằng mình mạnh, không quan tâm đến những hội thánh nhỏ bé hơn. Nhiều người nghĩ rằng mình thánh khiết hơn, tốt lành hơn, cuộc đời của mình tròn trịa hơn, không thèm quan tâm đến những người yếu đuối hơn. Và nếu chúng ta là người cha, người mẹ, nhìn thấy những đứa con không quan tâm đến nhau, thì cha mẹ chắc hẳn sẽ đau đớn vô cùng. Chúng ta cần một sự hiệp nhất. Chúng ta cần một sự hiệp một. Dù chúng ta thuộc nhiều hệ phái khác nhau, dù cách thức thờ phượng khác nhau, dù mức độ hiểu biết lời của Chúa khác nhau, nhưng hãy nhớ rằng trong Chúa Giêsu chúng ta là một. Và khi chúng ta ý thức được điều đó, chúng ta biết đám mây cào cào, một hai con cào cào chẳng làm gì cả, nhưng mà cả một cái đám mây như vậy chỉ cần bay qua một vùng đất nào, tàn phá hết, không còn gì. Chúa muốn dùng hình ảnh này để chúng ta hiểu ngược lại. Hội thánh của Chúa được đặt ở đây trên đất này để các cửa âm phủ không thể hắn được hồi đó, để có thể mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời ở giữa thế giới thuộc về ma quỷ. Hãy hợp lực với nhau. Hãy sẵn sàng đối diện những khác biệt. Hãy hợp tác với nhau. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi thấy dù là dự án xây cất nhà thờ, tôi đang đợi thiết kế xong, tôi đang đợi bản vẽ 3D, tôi đang đợi chiếc tính để thử xem là bao nhiêu. Nhưng mà những ngày qua đã thấy có rất nhiều người sẵn lòng dâng hiến tiền bạc cho việc xây dựng rồi. Tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy tiếp tục đi, góp một phần vào, góp một phần nào. Bởi vì một mình không thể cứu được nhiều người đâu. Nhưng mà nhiều người hợp lại, chúng ta có thể cứu được rất nhiều người Việt Nam về cho Chúa Giêsu. Một trong những điều rất cụ thể, đó là từ đây đến cuối năm, chúng ta có chương trình Xuân Yêu Thương. Hãy tích cực, hãy năng động. Và tôi khám phá ra một điều, đó là khi chúng ta hiệp lại với nhau, thì cầu xin bất kỳ việc gì, Chúa vẫn làm cho. Rất lạ. Khi chúng ta hiệp lại, cầu xin Chúa làm cho. Chúa hứa rằng, điều gì các ngươi trói ở dưới đất, Chúa trói trên trời. Điều gì các ngươi mở dưới đất, Chúa mở trên trời. Cái lời hứa đó dành trong bối cảnh là một tập thể, là hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhiều ông bà anh chị em nghĩ rằng, tôi đến chỉ ngồi chật chỗ thôi, không làm gì cả. Không, sự hiện diện của mỗi một người trong chúng ta là cần thiết, là quan trọng. Người ta muốn thấy sự trung tín của mình để người ta được khích lệ. Hãy nhớ, chúng ta cần học nơi loài cào cào. Chúng ta là một đội ngũ, là những chi thể
trong thân của Ngài. Điều cuối cùng, con thằng lằn mà người ta lấy tay bắt được vẫn ở trong cung vua. Con thằng lằn, chúng ta biết rồi, con thằng lằn. Mấy cô thì sợ thằng lằn lắm phải không? Nhất là nó đứt đuôi, người nó đi mất mà cái đuôi còn lại ngoe ngoẩy, sợ lắm. Nhưng mà thấy nó yếu đuối lắm, nhỏ bé lắm. Vậy mà Kinh Thánh nói rằng, con thằng lằn mà người ta lấy tay bắt được vẫn ở trong cung vua. Thú thật, tôi nhiều khi mặc cảm về hội thánh. Ở đó có những người bình dân, có những người nhiều khi mình cảm thấy ngại. Nhưng mà rồi Chúa nhắc tôi rằng, một người con thật của Chúa ngó bề ngoài như không có gì mà làm cho đầy đủ mọi sự. Ngó như hèn mọn mà làm cho nhiều người được mạnh mẽ. Phao-lô đã nói như vậy. Một hội thánh của Đức Chúa Trời có thể là một tập thể người ta coi thường. Muốn bắt thì bắt. Giống như con thằng lằn. Không thèm để ý đến nó nữa. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng, nếu chúng ta là con trai, con gái thật của Chúa, chúng ta có quyền đứng trước mặt vua của muôn vua, Chúa của cả vũ trụ này, bất cứ lúc nào, không bị hạn chế. Ở đây có ai đã được gặp thủ tướng chưa? Không dễ. Cách đây mấy tháng, tôi được dự một buổi họp mặt, nhưng mà chỉ đứng gần ông chút thôi. Nhờ người chụp hình mà rồi, bức hình cũng không có ưng ý lắm nữa. Nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta được gặp đấng yêu chúng ta, là Chúa của muôn Chúa, là vua của muôn vua, là đấng có đầy đủ uy quyền trong cả vũ trụ này. Bất cứ lúc nào chúng ta đến và nói rằng, Chúa ơi, con cần Ngài. Chúa ơi, giờ này con đến, xin kêu cầu với Chúa cho nhu cầu của con, cho bệnh tật của con, cho bất kỳ điều gì. Chúa nói, con nói đi. Ta sẵn sàng lắng nghe, lời chưa ở trên lưỡi con thì kìa, Chúa đã biết trọn hết rồi. Có bao giờ ông bà chị em mặc cảm về mình không? Có. Nhưng mà lời của Chúa nói gì? Chúng ta là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Chúng ta được quyền đến trước mặt Ngài. Chúng ta có uy quyền. Chúa đặt chúng ta ở tại đây. Và Kinh Thánh nói rằng, ta giao cho chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con. Bất cứ điều gì con buộc dưới đất sẽ bị buộc trên trời. Bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời. Nếu chúng ta hiệp lòng với nhau và chúng ta biết vị thế của Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta được quyền sử dụng danh của Chúa Giê-xu là danh trên hết mọi danh. Hãy ghi nhớ điều đó. Sáng hôm nay, điều mà Chúa muốn chúng ta học, xin hãy đọc một lần nữa, hãy cùng đứng lên với tôi và chúng ta đọc lại phần Kinh Thánh này trước khi chúng ta cầu nguyện. Có bốn loài vật nhỏ trên đất nhưng rất mực khôn ngoan. Còn kiến dù là loài yếu ớt nhưng biết lo dự trữ thức ăn trong mùa hạ. Con thỏ rừng dù là loài không có sức lực nhưng biết làm chỗ ở trong hốc đá. Loài cao cao dù không có vua chúa, nhưng bay ra thành đội ngũ. Còn thằng lằn mà người ta lấy tay bắt được, vẫn ở trong cung vua. Cảm ơn Chúa. Hãy mở lòng ra và cầu nguyện trong thi. Hãy tự do đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin ban thờ phượng hãy bước lên đây. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.